anh có thể anh giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú anh chị biết là anh họ tên là gì? Em tên Nguyễn Hoài Phương. Anh Phương hả? Dạ. Anh Phương mình nhiêu tuổi rồi? Em 46 tuổi. 46 tuổi hả? Dạ. Anh Phương quê quán ở đâu? Kiên Giang. Kiên Giang luôn hả? Mình đang sống ở Kiên Giang luôn hả? Ồ, Kiên Giang. Kiên Giang sao vậy? Dạ. Ừ. Anh Phương là mình làm nghề gì? Em làm nghề hồ. Làm hồ hả? Dạ. Ồ, công việc ổn định không anh? Anh làm thầu à hay gì? Em làm công. Làm công hả? Dạ. Ồ. Công việc có ổn định không anh? Cũng ổn định. Ồ, thu nhập tốt không? Ngày 500 mấy, tháng cũng được 10 mấy triệu. Ồ, vậy là ngon rồi. Anh lấy vợ lâu chưa? Em lấy vợ cũng lâu rồi, 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Dạ. Mình có đăng ký kết hôn không? Dạ, tại hồi đó dưới quê không có đăng ký kết hôn. Nói chung thời xưa thì ở quê thì em được biết là đến giờ phút này em ghi nhận là cũng rất nhiều trường hợp là không vì nhiều lý do mà không đăng ký kết hôn. Dạ. Đôi khi là cũng sợ phiền hà, sợ tốn tiền chẳng hạn. Dạ. Nhưng mà thời xưa nó khác, rồi thời giờ nó khác, nhưng mà bây giờ là hiện nay là mình sống với nhau được mấy người con rồi? Sống nhau được một đứa con trai. Con anh nhiêu tuổi rồi? Con năm nay 16 tuổi. 16 tuổi hả? Dạ. Con anh còn học không? Con em học rồi lấy bằng lớp 9 rồi đi ra học nghề. À, học trường nghề hả? Dạ. Anh cho em biết là hôm nay anh về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ, đúng dạ. không? Dạ. Anh cho em biết là vợ anh họ tên là gì? Cao Thị Ngọc Huệ. Cao Thị Ngọc Huệ ha? Dạ. Huệ, Hoa Huệ hả? Dạ. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Vợ em 40 mấy tuổi rồi. Vợ anh sinh năm mấy? Để trong đó. Vợ anh tuổi con gì? Vợ anh tuổi con gì? Vợ anh sinh năm 58. À, tuổi chó. Đó, vợ anh sinh năm 1982, tuổi Tuất. Chứ nói tuổi chó thì nó không lịch sự, mà tuổi Tuất thì lịch sự hơn, đúng không? Dạ. Ồ, vậy anh 78 hả? Dạ. Hai con bốn chân luôn. Dạ. 78 nó con ngựa. Dạ. Hai con bốn chân gặp nhau. Ồ, vợ anh sinh gái ha. Vợ anh nhìn cũng trẻ đấy. Khuôn mặt này nhìn có vẻ là trẻ đấy. Vợ anh nhìn có thường xuyên ăn mặc đẹp này không? Cũng hồi đó thì ít lắm, nhưng mà giờ đi làm công ty cái vợ cũng bon chen rồi ăn mặc thịt dầu thơm đồ. Úi giời ơi, đi làm công ty sao gì xịt dầu thơm chi ấy? Giờ đi gần là nghe mùi thấy thơm luôn, mùi quyến rũ đúng không? Dạ. Hay là vợ anh hôi lách? Vợ anh có bị hôi lách không? Không. Không hôi lách mà sao xịt thơm dữ vậy? Đó bà không có xài, bà ghét lắm, nhưng mà thời gian sau này bà xài. Kỳ vậy? Ừ, mới đây bà xài. Lâu chưa? Nồng luôn. Vợ anh xịt dầu thơm lâu chưa? Cũng cái năm ngoài nay. Dầu thơm là nước hoa đúng không? Dạ. Vợ anh mua trên mạng hả? Hay là mua bên tiệm, ngoài tiệm? Nghe nói người nào tặng cho bà nữa. Úi giời ơi, trai to không? Trai cũng to. Bằng đâu? anh giơ tay tả bằng đâu? Bắp tay luôn. Trai dầu thơm to đấy. Trai này chắc nhiều tiền đấy. Ông nào mà tặng được trai dầu thơm này là người nào được tặng là cũng có phước này. Em thì cuộc đời em thì năm nay thì cũng gọi là tóc bạc rồi. Yeah. Hai thứ tóc rồi nhưng mà chưa được ai tặng trai dầu thơm nào. Dạ. Bởi vì em cũng không xài dầu thơm để cho cái mùi thơm tự nhiên á. Dạ. Ừ, thế nên là mình không xài. Ồ. Anh hiện nay là anh và vợ đang sống ở đâu? Đang sống ở thành phố Thủ Dầu Một. Ồ, vậy là mình đang sống ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương luôn. Dạ. Ồ, hai vợ chồng anh về Bình Dương sống lâu chưa? Lên đây cũng mười mấy năm rồi. Ui giời. Rồi giờ cũng tích lũy kiếm được cái nhà. Ồ, mua được nhà rồi. Dạ. Nhà Bình Dương luôn. Dạ, ở bên sân phơi Chánh Mỹ. Ồ, vậy ngon vậy. Anh mua nhà lâu chưa? Cũng mới mua đây, cách đây cũng cỡ 1 năm. Được nhiều tiền không anh? Có nhỏ em vợ nó để lại cho. À, mua của em vợ? Dạ. Khoảng 1 tỷ không? Mấy trăm mà. 700-800 không? 500 mà. 500 nó cũng ngon rồi. Dạ. Em hỏi anh vậy thôi chứ còn tùy từng điều kiện. Trong hẻm. Ừ, mình không có bì được. Dạ. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Người ta có tiền thì người ta mua nhà đẹp. Dạ. Mình không có tiền thì mình mua nhà vừa. Kiếm cái chỗ để cái tổ ấm mình chống mưa chống nắng. Đúng, chính xác đấy. Thế cho nên là hiện nay là hai vợ chồng sống tại Bình Dương luôn. Dạ. Ồ, vợ nhà làm nghề gì cụ thể? Vợ em may giày da. Làm lâu lắm chưa anh? Làm là mười mấy năm nay rồi. Ồ, vậy lương tháng mà trên 10 củ rồi. Dạ. Đúng không? Vợ anh có bao giờ chia sẻ là hôm nay lương tháng em cần này, lương tháng sau em cần này không? Không. Không nói luôn? Không. Anh làm hàng tháng anh có đưa tiền cho vợ không? Có. Đưa hết luôn? Không có đưa hết, nhưng mà em thì gửi tiền, tại tiền nhà của em còn thiếu đó em gửi. À. Rồi bà đi làm á,
bá chi ăn uống rồi hoặc tao xài linh đinh là thiếu thì em đưa thêm. À có là mình giao kèo với nhau hả? Dạ, có một giao kèo với nhau. Một người trả nợ và một người lo ăn uống, dạ, sinh hoạt, chi phí ha. Dạ. Ủa. Còn con anh là học nghề có tốn tiền không? Con em lấy bằng lớp 9 vô học nghề công nghệ ô tô tốn tiền cũng ít lắm. À thế được rồi, cố gắng nhé. Dạ. Hai vợ chồng anh sống trong thời gian vừa qua mà là có hạnh phúc không? Trước đây là có hạnh phúc không? Hai năm trước thì hạnh phúc, mà có trong năm nay là bả về bả đòi ngủ riêng. Bả cái gì? Chung. Từ bao giờ ngủ riêng? À, cả chừng năm nay. Mới từ đó năm? Từ hôm Tết tới giờ. Tết cái phải ngủ riêng luôn? À. Hôm 30 Tết, mùng 1 Tết là mình ngủ chung hay ngủ riêng? Ngủ riêng. Riêng từ hôm trong Tết rồi? À. Từ hai mấy Tết? À, hồi lúc em lấy về cái nhà đó là bả ngủ riêng. Ôi trời. À. Thế là mình không có nhà thì mình ở trọ ở trọ thì chung. Rất hạnh phúc mà. Ôi về nhà đó là bả đòi ngủ riêng. Thế này căn nhà đấy nó có thể nó có vấn đề gì đó. Thế từ lúc mà về đấy là mình lẽ là mình phải hạnh phúc hơn. Dạ. Trước có 10 bây giờ phải 20. Dạ. Nhân gấp đôi đúng không? Nhưng mà giờ cuối cùng là lại giảm một nửa. Dạ. Ồ. Vậy ngủ riêng là mình ngủ võng hay ngủ giường? Ngủ trải nghiệm dưới đất dưới gạch đó, ngủ. Còn vợ anh ngủ một phòng. Con anh ngủ một phòng. Vợ thì ra ngủ với con, trong kia có cái buồng mà hay, đáng lẽ là có cái buồng vợ chồng cũng hạnh phúc lắm nhưng mà bả không vô ngủ. Ờ. Vậy là bà ngủ với con luôn. Bả đi ngủ với con mà con năm nay mười mấy tuổi rồi, cũng có phiên bả nói con lớn rồi thôi cho nó ngủ riêng. Là con anh bảo thế? Không, em bảo thế. Ờ. À, nhưng mà bả không chịu. Ờ. Đêm nào bà ngủ với mấy con? À, đêm nào cũng về ngủ với con. Con anh nói chuyện với anh nhiều hay nói chuyện với mấy vợ anh nhiều? Em hả? Con anh là thường xuyên tâm sự với anh. Nói chuyện với vợ nhiều hơn. Đúng rồi, ngủ chung này là tâm sự nhiều hơn rồi. Vậy là chắc chắn là con anh sẽ nghe mẹ nhiều hơn. Dạ. Ờ, tin mẹ nhiều hơn. Dạ. Và có thể là sẽ thương mẹ nhiều hơn. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Mình là đàn ông đôi khi nói chuyện với con không được ngọt ngào mấy. Đúng rồi. À, thì còn mẹ nó thì nói nhỏ nhẹ ngọt ngào thì nó nghiêng về mẹ nó nhiều hơn. Ôi trời. Nhưng mà mình thì có cái đàn ông mình mà đôi khi nói tiếng cũng hơi to. Kia đồ. Em hỏi chân tình nhỉ. Từ hôm mà về nhà mới đến giờ phút này, gọi là về nhà mới mua đó. Dạ. Từ hôm giáp Tết ha. Dạ. Đến giờ phút này là cũng 6 7 tháng rồi. Dạ. Hai vợ chồng mình hoàn toàn ngủ riêng luôn. Ngủ riêng luôn. Ờ. Anh có bao giờ anh vào khèo khèo không? Có. Khều khều này kia bả mệt bực bội hết tay ra xô ra xôi ra luôn à. Nói lớn tiếng luôn hả hay nói nhỏ tiếng? Nói lớn tiếng luôn để cho con nghe tiếng luôn à. Thế là mình bẻ mánh luôn. Trời đất quỷ trần thua luôn phải không? Thế là không được gì luôn à. Em hỏi nghiêm túc, những lúc con không có nhà là mình có được gì không? Không, mình có tranh thủ không? Cũng có tranh thủ nhưng mà bả không cho, không ấy, không cho. Rồi mình cố tình luôn. Mình không hoạt lỗi hả? Cái dạng kiểu vợ chồng sống chung nhau thì kiểu mà ấy thì mình mới giao hợp được. Còn nếu mà người ta bực bội quá rồi còn gì để hứng thú nữa? Hay là đôi khi vợ anh để như vậy là để cho anh gọi là anh tỏ tình, đôi khi để anh ngọt xem mà anh xem mà cái tầm cỡ anh ngọt đến cỡ nào chẳng hạn. Thử lòng anh. Đôi khi cũng ôm ấp bả hoặc là kêu chở bả đi chỗ này chỗ kia ăn uống cà phê pháo nhưng bả không đi, bả từ chối mình. Ờ. Từ chối mình nhưng mà tới lúc bạn bè bả điện thì bả đi. Ồ. Bạn trai bạn gái chở bả đi uống cà phê sáng thì bả không đi, ăn sáng rồi bả không đi. Bạn trai bạn gái? Bạn gái thì nhiều hơn, mà không biết bạn trai thì không biết có không chứ thấy bạn gái thì nhiều hơn. Vợ anh ở nhà có lên mạng không? Có, luôn luôn ôm điện thoại. Ôi giời ơi. Ôm điện thoại khi em trong buồng em đi ra thì bà úp điện thoại xuống vô. Ấy giời ơi, rồi giấu điện thoại luôn. À, giấu điện thoại. Có là mình phi tang luôn. À. Bà úp điện thoại xuống kiểu như không cho mình coi. Ừ, không cho coi gì hết. Sao à. anh và anh có khóa mật khẩu không? Không có khóa mật khẩu nhưng mà bả mình... luôn nào cũng kè kè điện thoại. Đêm ngủ say mình mò vào mình ăn trộm điện thoại mình kiểm tra. Được không? Thấy mình cũng thôi, vợ chồng mà mình cũng tin tưởng thì thôi, không có điều tra bả làm gì. Nhưng Tết mà càng ngày càng xấu đi. Thế từ Tết này là anh ăn chay luôn? Ăn chay không? Ngủ chay luôn? Ngủ chay. Trời đất quỷ thần ơi. Tuổi này mà giờ ngủ chay, tuổi này là sung sung lắm này. Mà ngủ chay luôn. Uổng ha. Thế là người ta giờ không cho mình thế là tiếp cận tới thì mình làm sao được, cứ bức ra hay gì. Dạ, chủ yếu là để tưới cây thôi đúng không? Tội nghiệp ha. Anh trai vui vẻ, dễ thương. Ồ, mình là một vợ đấy hả? Một vợ. Đúng một vợ đấy. Đúng một vợ. Trước này anh yêu lâu không?
Nói chung ra thì cũng yêu cũng cả năm trời, rồi nhờ người ta lại hỏi cưới, rồi vợ cũng đồng ý. Trước là mình giờ yêu. Đã quen trước một năm rồi thì đồng ý. Trước mình yêu chứ không? Cũng lớn cấp đó 20 mấy tuổi rồi cũng vẫn yêu. Nhưng mà mình có hứa, mình có hứa là anh sẽ sống với em đầu bạc răng long không? Lúc bây giờ đấy. Có. Ồ, dù cho sông cạn mà đá mòn đấy, anh vẫn thương em đúng không? Dạ. Có hứa như vậy không? Có. Mà bây giờ là tóc thì còn xanh. Dạ. Răng thì còn nguyên. Dạ. Ồ, bà xã anh đi đâu rồi? Hiện nay bà xã đi đâu rồi? Bà xã bỏ nhà đi rồi. Đi bao giờ? Đi hổm là đi rồi xong rồi về, rồi mới về hôm qua, cái đầu hôm này là lại phá cửa cổng nữa hết trơn, rồi bà bắt hai ba cái thùng bê bà trèo ra lỗ thông gió bà đi. Ôi trời ơi, trèo tường rào luôn, trèo cửa luôn. Dạ. Ý cha mẹ ơi. Trèo ra lỗ thông gió đi. Trước đây là vợ anh đi bao nhiêu ngày? Đi cũng cái tầm một tháng gì cái bắt đầu quay trở về. Một tháng luôn? Dạ. Trời đất, anh có thật không? Thật. Một tháng là đi đâu, anh có tìm không? Có, đi xuống tới công ty bà làm. Ồ. Nhưng mà bà đi là bà vô công ty bà làm, bà bịt mặt kia, em cũng đi ngụy trang để bắt bà lôi bà về. Bà về bà thời gian rồi ngụy trang phát hiện được luôn. Em ngụy trang, em đi theo dõi bà. À được, đẳng cấp đấy. Thế là cuối cùng bà đi một tháng là cứ hàng ngày làm công ty, tối ngủ chỗ khác. Ờ, bà vô nhà bà, bạn bà ngủ rồi là em đi theo dõi bà. Bạn trai bạn gái? Bắt bạn đó là trong nhà bạn gái, nhưng mà có người trai trong đó nữa. Chắc mình cũng chưa biết là nhưng mà tự dưng như vậy. Ờ, tự nhiên gì? Lâu chưa? Lâu rồi, năm năm rồi. Là năm trước? Năm trước hay là bây giờ hay năm nay? Dạ. Năm 23 hả? Dạ. Rồi năm nay lại tiếp tục đi nữa. Năm nay đi lần nữa? Dạ. Năm nay đi bao nhiêu thời gian? Dạ, đi không gầy 2 tuần lễ. Úi giời ơi, 2 tuần thì nó cơm nôi. Anh về anh có hỏi là vợ đi đâu không? À, có hỏi nhưng mà bà khai thác thông tin, bà không cho mình biết. Mình gọi điện thoại bà cũng không cho video, bà tắt video. Tắt mạng luôn, à tắt video không cho xem mình. Chỉ cho nghe tiếng thôi. Ờ, nghe tiếng là đang ở đâu rồi đúng không? À. Nhưng mà vợ anh có gửi vị trí anh tới không? Không. Không luôn. Thế vợ anh trong 2 tuần ấy, vợ anh nói là vợ anh đi đâu? À, bà chỉ nói bà đi làm. Làm nhưng mà tối ngủ ở đâu? À, tối ngủ bà chứ năn nỉ lắm thì bà mới về nhà, còn không năn nỉ thì bà ngủ với nhà bạn bà. Trời ơi, chia ca rồi. Khổ quá nhờ. Anh nói này có thật không? Em thấy là sao sao ấy. Nếu mình... em mà có nói sai thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm. À, vậy là anh nói đúng luôn đó hả? Dạ. Vậy là vợ đi lần này lần thứ hai? Lần thứ hai. Lần trước đi 1 tháng? Lần trước đi 1 tháng, đi xong rồi vòng vàng vừa bán hết. Mất hết vàng luôn? Bán hết. Úi giời ơi, nhiều vàng không? Đeo bộ vòng chi pen. Mất luôn? Bán hết. Vàng trước ai mua? Thì kiểu như vợ chồng góp lại mua cho bà. Tiền chung, mua lâu chưa? Mua rồi, bà đeo cũng mấy năm rồi, cái bà đi bà bán hết rồi. Hay là vàng lên giá, vợ anh bán để dành tiền ấy. Rồi bây giờ sắm lại cái khác, giờ bà tiếp tục bà đi nữa. Ai sắm? Thì tiền của em với vợ chồng về mà hùng nhau. Hùng nhau sắm lại cho bà. Thế lúc trước là anh có hỏi là cái bộ vàng này bán đi đâu không? Tiền đâu không? Có hỏi nhưng mà bà không nói. Lý do? Rồi em mới nói bà bán bà cho ai ăn. Bà mới nói ai mà ăn được tôi. Ồ đúng rồi, ai mà ăn được, mấy chị em phụ nữ khôn lắm. Ai mà ăn được. Mà ăn nổi đâu, sao mà ăn được. Chắc giấu rồi, tiền chắc là đem gửi ngân hàng thôi. Bán vàng gửi ngân hàng thôi. Thế là lần sau lại mua tiếp? Mua nữa rồi bây giờ bà đeo bà đi nữa rồi. Đi mấy ngày, đi lần thứ hai là mấy ngày? Đi hôm gầy cái tuần lễ rồi cái mới về hôm đó rồi cái... Là đi 1 tuần đúng không? Dạ. Lần trước đi 1 tháng, lần sau đi 1 tuần. Dạ. Và lại mới đi tiếp đây? Mới đi tiếp là trèo rào bắt thùng bê đúng không? Bắt thùng bê lên lỗ bông gió trèo đi. Thùng bê là thùng sơn nước đúng không? Thùng sơn nước. Kê mấy thùng? Kê 2-3 thùng mấy cái lỗ bông gió mình dới lên nè, kê lên. Trời ơi, sao anh không hàn cái thùng gió cái lỗ đấy này? Sao mình không hàn lại để trộm chui vô? Tại vì nhà cũng có camera, nếu mà không cúp điện thì camera nó báo. Nó cúp điện ngay cơ hội đó, cúp điện rồi bả bò bả đi. Xùi quá, thế lúc mày anh đi đâu? Là bả về bên nhỏ em ruột bả ở đó, bả không chịu về nhà. Không, em đang hỏi cái hôm mà vợ anh chui lỗ thông gió đấy. Em ngủ dưới nhà dưới này. Mà không biết luôn. Hôm ba em lên ăn nỉ bả về, bả không về. Ừ. Rồi bả nói là để cho bả ngủ lại với nhà nhỏ em. Ừ.
đó. Rồi thôi thấy vậy em cũng về dưới này em ngủ rồi cho bà ngủ lại nhà nhỏ em là tối lại bà chèo lỗ con gió bà đi. Thế đứa em có biết không? Nhỏ em là cúp điện tới sáng nó mới biết, cúp điện nên ôi camera giời, nó không có báo qua điện thoại nó. Chắc nó sáng gọi chị ơi đúng không? Giờ là mất chị rồi. À. Oh. Nhỏ em sáng lên nói chị đi nữa rồi anh ơi. Ôi giời ơi. À, chị leo lỗ con gió đi là đi chân không có dép luôn. Ồ, bỏ dép luôn. Tại vì dép bỏ trong cổng, nhỏ em vợ phá cửa rồi. Trời đất quỷ thần ơi, bỏ dép chạy luôn. Trời, anh nói thật không? Thiệt. Em nói thiệt mà. Thế là vợ anh chạy trên đất luôn à? Dạ. Hay là anh làm gì vợ anh sợ? Bỏ chạy mất dép luôn. Bỏ chạy mất dép luôn, em có làm gì đâu, em chưa. Hay là về hôm nay anh cũng vật ra rồi. Anh đã làm gì chưa? Đâu không gài bà đi không à, bà đâu có về nhà đâu, bà về nhà nhỏ em không à. Vậy là từ Tết là anh không được gì? Không được gì hết. Ồ, thế mà vợ vẫn sợ. Anh có hăm dọa là tối nay tôi sẽ ấy không? Không. Không 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 hù nhé. Không hăm dọa, chỉ năn nỉ bà về thôi. Vì vì chồng, vì con này kia về sống để mà làm ăn này kia rồi. Đôi khi kinh tế mình cũng còn eo hẹp quá, cố gắng thêm vài năm nữa. Em đã nghe rất nhiều câu chuyện, rất nhiều người đàn ông về đây chia sẻ những câu chuyện cảm xúc anh em tưởng rằng thật, nhưng mà thực sự là người chồng cũng sai. Còn cái câu chuyện này là em thấy là hiện nay là anh chia sẻ là toàn vợ anh sai và anh chưa sai. Anh có nhậu nhẹt không? Làm hồ thì cũng đôi khi cũng làm gì tránh khỏi anh cũng bạn bè, nhưng mà ai cũng có bạn bè hết. Nhưng mà nhậu, nhậu chút xíu mình cũng vẫn về với vợ mình, với về con. Về có sai mình. Không? Về có sai xưa không? Có sai ngà ngà thôi. Nhà sai nhau về có kiếm chuyện không? Không. Mình từ trước bà có là chửi bới vợ không? Đôi khi thì thời gian bà đi thì cũng có chửi bà. Rồi khi chửi bả rồi đã nói này nói kia cho bả nghe, rồi chửi nó xong rồi tới lúc hết giận thì năn nỉ bả lại. Ôi giời ơi. Chửi xong năn nỉ chửi chi vậy? Thì tính đàn ông mình mà gặp chuyện thì nó cũng rất bực bội, kiềm chế không được. Theo anh tại sao vợ anh bỏ đi? Em cũng không hiểu được, hỏi bả thì bả cũng trả lời, nhưng mà chắc do em đi làm này kia không có quan tâm gì tới bả nên bả bỏ đi hay gì. Hay là anh có yếu không? Anh có yếu khoản hành tây không? Em bình thường mà. Bình thường à? Chắc chắn là bình thường đúng không? Bình thường mà. Bình thường mà sao lại vợ lại bỏ đi? Em cũng không hiểu nổi, chắc là không quan tâm bả, nhưng mà mình quan tâm bả thì bả không chịu. Chở bả đi ăn đi uống cà phê pháo đồ. Phụ nữ riêng phụ nữ là mình phải gù. Anh biết phụ nữ người ta gọi là phụ nữ là phải gù từ từ nhẹ nhàng, có thời gian á, là không quan tâm tới bả, rồi sau này nếu quan tâm với bả thì muộn rồi, muộn rồi. Kiểu như bả đẩy ra không à, đẩy ra luôn. Anh có bây giờ anh nhảy vào anh ôm chồng cầm cái không? Mình có cứ ôm vợ bình thường, nhưng mà ôm bả là bả mệt bực bội, là mình muốn nhún người rồi đúng không? Chứ người mình không cứng nữa đúng không? Người mình nó nản nản rồi. Thế lúc đấy là thua thất bại rồi. Ôi vợ đi là lần thứ hai. Đúng là lần này lần thứ ba đúng không? Lần thứ hai. Đâu lần thứ ba chứ, lần đầu tiên là một tháng, lần thứ hai một tuần. Lần này đi tiếp này lần thứ ba. Anh tính là để cho cơ hội là cho vợ đi lần thứ mấy thì mình kết thúc. Em không muốn bà đi nữa, muốn bà về nhà để chăm nom con cái. Em thì đi làm cũng vất vả, rồi đi đôi khi đi làm xa rồi không ai ở nhà bảo con cái. Con trong lứa tuổi này nó đang ăn và nó đang học này kia đồ đó, rồi nhiều khi vợ chồng như vậy rồi con nó sa ngã vào con đường tội lỗi nữa mất công. Con anh đi từ vợ anh đi từ hôm qua. Đi hôm qua. Từ hôm qua đến giờ phút này anh có biết thông tin vợ anh đang ở đâu không? Không biết luôn nữa, chỉ là lên là bả làm ở kiosk sau siêu thị Ion đó. Siêu thị Ion. Rồi bả giờ bả nghỉ ở đó rồi, bả qua bên chợ bún bả làm cũng công ty may giày tư nhân. Bỏ công ty kia rồi. Công ty kia bà nghỉ, bà rút bảo hiểm ra. Rút tiền đâu rồi? Giờ mới có nạp hồ sơ mới mấy tháng nay à, chưa có rút ra. Chưa lấy được tiền đúng không? Chưa lấy được tiền. Nhưng bảo hiểm thất nghiệp chắc chắn là lấy được. Bảo hiểm thất nghiệp là lấy được. Hàng tháng lấy được vài ba củ chẳng hạn. Thì bà làm mười mấy năm rút ra cũng được trăm. Trăm đấy về trả lợi làm gì hay lại mất luôn? Thì bây giờ sợ bả đi rồi người ta dụ bả tiền đó đó. Anh cho em hỏi này, vợ anh khi anh phát hiện là hoặc vô tình mình thoáng qua hoặc mình để ý mình phát hiện là vợ nhắn tin hoặc gọi điện cho người đàn ông hay người đàn bà, mình thấy bả tư cách bả đổi bản tánh rồi mình mới để ý. Cứ để ý coi thử coi bả làm gì à.
Nhưng mà cuối cùng là vợ làm gì, nhắn tin cho ai? Nhắn tin cho ai thì bà không cho mình coi số điện thoại, không cho đụng tới điện thoại bà. Nhưng mà đêm nào ngủ riêng? Dạ đêm ngủ riêng. Ban ngày về cũng ngủ trong phòng khóa cửa lại? Dạ. Thế những ngày chủ nhật thì không đi làm thì sao? Bà cũng đi lên nhà nhỏ em chơi, hoặc không, là có ở nhà đi chăng nữa thì bà cũng lên võng bà ngủ chứ mình lại làm võng thì làm võng thì thua rồi, không làm gì được, làm võng là bó tay chấm con rồi. Có nằm đâu đi chăng nữa mình lại gần bà cũng hất ra. Hất ra. Có phải là vợ anh khi mà anh cố tình vợ anh bực mình có vợ anh chửi thề không? À, không, nếu mà mình tiếp xúc với vợ mình mà thấy vợ mình bực bội rồi thấy là mình buông súng luôn. Mình buông bỏ súng. Luôn chứ. Buông súng. Nhưng súng luôn. Nhưng lúc yêu sao giờ không người ta không người ta người ta có hất ra mà sao mình vẫn cố tình mà bây giờ tại sao không cố tình? Đúng rồi, lúc yêu á. Dạ, lúc yêu đúng. Tại sao mình càng vồ vào người ta hất ra mình càng vồ vào. Bây giờ thì tại sao lý do gì mà cũng là vợ chồng lẽ ra là người ta hất ra thì mình phải vô nhiều hơn. Giờ nói chung ra mình lớn tuổi rồi thì hồi xưa thì còn trai thì nó tơ hơn đúng không? Nó ấy hơn. Kiểu gà tơ ha. À. Gà giờ là gà này đá nhiều còn rồi này. Bây giờ lớn tuổi rồi những gì vợ mình từ chối thì mình không thể cưỡng ép được. Theo anh ấy, hiện nay vợ anh đang đi đâu? À, đi xuống nhà bạn ở dưới V-Chip 1, V-Chip 2. Có cho anh biết chính xác không? Không có cho biết chính xác nhưng mà thường là bà đi xuống dưới đó. Em phân tích cho này. Về đây tất cả các anh em về đây là các anh em đi giúp hết. Thế nhưng mà trong cô giúp đó là anh em cũng hỏi trò chuyện với anh. Để biết là cái tình hình, cái câu chuyện, cái cuộc sống, hôn nhân, gia đình và kinh tế, lý do. Thì anh em có hướng để mới có phương pháp để tìm được. Em thấy được là vợ anh vì lý do nào đó mà vợ anh không còn tình cảm với anh. Từ khi anh chia sẻ là mua nhà. Còn trước đó thì không biết đúng không? Đến giờ phút này vợ anh tự dưng ngủ riêng mà anh hoàn toàn bình thường. Đúng không? Anh vẫn đi làm hàng tháng, vẫn hàng ngày vẫn kiếm tiền, vẫn trả nợ để mua trả cái căn nhà đó. Đúng chưa? Mình không có hành động gì gọi là tác động đến vợ. Mà vợ anh bỏ đi lần đầu tiên 1 tháng, hoàn toàn bí ẩn. Lần 2 đi 1 tuần, trốn qua lỗ thông gió, bỏ chạy mất dép. Lần thứ 3 tiếp tục đi và lần đầu tiên là bán mất vàng. Hiện nay là chưa biết chính xác là vợ anh bán vàng đi đâu. Nhưng mà theo như anh là vợ anh bán vàng thì chưa biết vàng đi đâu. Thì bây giờ là vàng thì không còn, khả năng xuống sông xuống biển rồi. Thế vì vậy cho nên hôm nay anh về đây nhờ anh em ở Chiếm Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Các anh em nghe cái câu chuyện của anh, một người đàn ông mà 40 mấy 50 tuổi rồi, sinh năm 1978 tuổi ngọ, đúng không? Cũng lớn tuổi rồi đó chứ không có nhỏ đâu. Mà bây giờ nếu mà bước qua một cuộc hôn nhân khác thì thực sự là cũng rất đau buồn. Bởi vì mình sống với vợ cũng không gì cũng mấy chục năm rồi. Đúng không? Tình cảm với nó là vô cùng rất nhiều. Đúng không? Đau buồn có, vui mừng cũng có, đúng không? Hạnh phúc cũng có. Nhưng đến giờ phút này anh chia sẻ là vợ anh hoàn toàn không cho anh ngủ chung. Đó là một câu hỏi cần anh phải tự nghiên cứu. Tại sao vợ mình không cho ngủ chung? Mình làm gì sai hoặc có lỗi, hoặc là không làm hài lòng vợ những cái chuyện đấy hay không? Đó. Vì phụ nữ bây giờ người ta ngộ lắm, nói chuyện phải ngọt, nhẹ nhàng, kể cả vợ chồng mình cũng phải vuốt ve. Đó. Chứ không phải là mình cứ làm chồng mà mình cậy, mình làm chồng mình chửi bới hay mình na dày là người ta chịu đâu. Người ta lên đường ngay mà bỏ chạy mất dép liền. Đó. Thế nên tiền bạc cũng phải, đôi khi cũng phải công khai. Có thể mình không đưa hết nhưng mà mình công khai. Hôm nay anh làm được 10 triệu này, anh đưa cho em 3 triệu còn 7 triệu anh giữ. Tháng sau mình tiếp tục như thế này là rồi, 2 tháng như này anh giữ được 14 triệu này. Anh đang cất ở đây. Khi nào nhà mình có việc gì chẳng hạn. Chứ không nhất thiết phải đưa hết. Bởi rất nhiều câu chuyện, rất nhiều người đàn ông đưa hết tiền cho vợ, đến giờ phút này là vợ cuốn gói một cái một sạch sẽ luôn. Gọi là cái lịt không còn luôn. Đó là câu chuyện có thật. Thế còn riêng câu chuyện của anh là em nghe cảm nhận được là cái kinh nghiệm mà anh em này chứng kiến mà từng thấy rồi. Có thể nhiều phần trăm, chưa dám chắc, nhưng có thể là nhiều phần trăm vợ anh có mối tình khác. Em chưa có khẳng định nhưng mà em nghĩ là nhiều phần trăm như vậy. Chỉ 1% rất nhỏ là vợ anh buồn anh. Nhưng mà anh chia sẻ là hoàn toàn là vợ anh không có gì để buồn. Chỉ bằng qua là vợ mệt mỏi mà mệt từ trong Tết giờ không có ngày nào khỏe. Mà không cho anh ngủ chung. Vợ chồng không có cái chuyện đó nữa, đúng không? Là cái câu này em nói thật mà anh là cái này là rất vô lý. Mình xem lại thực em sự rất vô lý. Đúng chưa? Bởi vì anh hoàn toàn là khỏe mạnh.
mà vợ anh tại sao phải bỏ trốn? Dạ. Nếu như những lần vợ anh bỏ đi mà vợ anh về anh tìm được, mà anh ra những đòn quyết định, vợ anh sợ quá phải buộc đi thì khác. Mà về anh vẫn nói chuyện nhẹ nhàng mà vợ trốn qua lỗ thông gió, đi nửa đêm bỏ mất dép luôn. Dạ. Là một câu chuyện phải nói thật sự là nghe thì em biết rồi đấy. Ở đây thì em biết rồi. Dạ. Nhưng mà biết rồi nhưng mà em không thể nói được. Nói ra thì nay mai nó phiền lắm, tự anh suy nghĩ nhá. Dạ. Còn tìm vợ cho anh thì chắc chắn là sẽ tìm được. Dạ. Vợ anh đặc điểm nhận dạng ấy là trán thì cũng rộng đây, nước da thì hơi trắng đúng không? Dạ. Miệng cười thì hơi lệch lệch. Dạ. Phải không? Dạ. Em thấy em nhìn này là miệng cười là hơi lệch. Găng cũng găng bả cũng cái máu găng cũng găng giả cộm. Em cảm nhận nếu người ai mà tiếp xúc với người phụ nữ này nhìn cười là phát hiện được ngay găng bả giả, bả chồng găng giả nên bị cộm đấy cũng... đấy nên cười hơi lệch lệch. Dạ. Không cười thì khó thể phát hiện, nhưng cười thì rất dễ phát hiện vợ anh. Dạ. Thế nên vì vậy là thể tìm được vợ anh về, em cũng chưa biết là vợ chồng anh còn sống với nhau có hạnh phúc hay không. Dạ. Bởi vì nhưng thực sự người phụ nữ người ta bỏ đi rồi, đến lần thứ ba rồi thì đó là một câu chuyện rất khó. Dạ. Mình cần xem xét lại, có thể là mình sẽ chuẩn bị tâm lý và tư tưởng anh. Dạ. Có thể là mình sẽ phải nuôi con một mình, hoặc có thể là mình sẽ cái số phận mình phải chịu. Biểu bà có đi thì nên có giáp mặt anh em cô gì chú bác gì đó, rồi mình không có đăng ký kết hôn nhưng mình cũng có làm cái tờ giấy. Rồi là ký tên vô đó, có cô bác hai giữa hai bên này kia ký kết công nhận là mình ly thân, là gọi trong gia đình, tại vì mình không có kết hôn, có hai bên chứng kiến. Sau này ai làm gì này kia không được quyền ngăn cản hay là phá gói người ta. Cái này á, em nói với anh nè, người phụ nữ người ta bỏ đi như thế này là người ta chưa đủ bản lĩnh. Còn đủ bản lĩnh người ta đứng lại, người ta nói chuyện với anh. Dạ. Không thích nhau nữa thì chia tay. Dạ. Nhưng đây người ta không đủ bản lĩnh là vì lý do đôi khi người ta sợ sau dị nghị, hoặc sợ gia đình ngăn cản hoặc là la dày. Yeah. Vì vậy mới bỏ trốn luôn. Nhưng mà em nghĩ rằng anh sẽ phải chuẩn bị một tâm lý rất vững để anh có thể phải nuôi con anh, và có thể sẽ phải chuẩn bị tâm lý tới đây phải có một mối tình khác. Yeah. Chắc chắn rồi, người phụ nữ đã đi lần thứ ba là lần đầu tiên là bán hết vàng rồi, một tháng liền. Yeah. Bây giờ nếu người phụ nữ người ta giận anh, người ta về gia đình người ta. Yeah. Một tháng, 5 tháng, 10 tháng, 1 năm, 2 năm là khác. Yeah. Nhưng mà lâu lâu mình tới mình vẫn biết người ta ở đó. Yeah. Đúng không? Cha mẹ làm chứng, mọi người làm chứng là vẫn ở đó. Yeah. Đó là khác, nhưng thực sự là đây là thông tin bí ẩn. Đúng không? Yeah. Làm việc ở đây nhưng mà tối về đi đâu trốn đi đâu không ai biết. Yeah. Đúng không? Yeah. Đó, thế nên là thực sự là cái này là bí ẩn. Lần thứ hai và lần tiếp tục lần thứ ba này chưa biết là vợ anh đi lần thứ ba này là bao giờ. Yeah. Và có thể là sẽ quay trở về. Yeah. Em nghĩ rằng một người phụ nữ như thế này ấy, thì tìm thì được, nhưng mà về thì khó. Yeah. Nhá anh ạ. À, chuẩn. Dạ. Bị tâm lý nhá. Dạ. Rồi bây giờ này em, cái câu chuyện này thực sự là em chia sẻ với anh ấy là không phải người đầu tiên. Dạ. Người như anh ấy là mấy ngàn rồi. Em cũng có lên clip coi. Ừ. Clip của hiệp sĩ Hải mấy ngàn rồi. Dạ. Nhá. Dạ. Thôi bây giờ này anh hãy nói chuyện là ngắn gọn. Dạ. Nếu thực sự vợ anh còn thương anh, vợ anh suy nghĩ lại. Dạ. Để quay trở về. Dạ. Còn không thương anh cũng phải quay trở về. Dạ. Để giải quyết nào vấn đề con cái. Yeah. Tiền bạc. Yeah. Kinh tế, tài sản. Yeah. Anh nhé. Yeah. Rồi anh nói chuyện rõ để cho vợ anh xem, vợ anh hiểu được. Em à, nếu còn thương anh thì hãy quay trở về, còn nếu không thương anh nữa thì hãy về là giải quyết về hôn nhân và tiền bạc của cải và con cái, là rồi em chính thức em ra đi, không ai trách em gì hết. Buồn thì buồn đấy. Buồn anh, nhưng đúng mà không? Nó không buồn. Đối diện với thật. Sự thật là hay hơn. Đúng rồi, sự thật vẫn là sự thật. Chứ đừng nên mà cứ lén lén lúc lúc mà bỏ đi như vậy là không được. Rất khổ ha. Nếu cái gì mình phải dứt điểm đi rồi mình ra đi. Anh Trâm hỏi lại này. Tất cả những thông tin anh chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật. Em là những cái thông tin này em nói trên đây là đúng sự thật. Nếu có sai lệch gì em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Yeah. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Anh có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm được thông tin vợ anh không? À, em đồng ý. Dạ, cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh. Em cũng không biết nói gì hơn cả xin chúc cho anh nhiều sức khỏe. Yeah. Hy vọng trong thời gian tới anh nhiều sức khỏe và có công việc thuận lợi để. Yeah. Anh có thể anh nuôi dạy con, và có thể là tới đây còn nhiều cái
cần đến anh nhé. Dạ. Dạ kính chưa cô chú anh chị bạn, đây là câu chuyện là một anh trai hiện nay về đây nhờ anh em chiếm dụng ghi đăng tin tìm vợ. Câu chuyện thực sự rất buồn anh cô chú anh chị. Vì vợ đi lần này lần thứ ba, chưa biết là nếu mà về lần này thì vợ đi lần thứ mấy nữa thì chưa dám chắc. Nhưng mà anh trai là phải là một người đàn ông rất rộng lượng, đến giờ phút này vẫn châm trước mà bỏ qua cho vợ. Hy vọng là chị gái này nếu xem video này, chị gái suy nghĩ lại để quay trở về cùng gia đình. Dạ cuối video cho phép công trần thì thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.